Sau khi có phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa về tình trạng bẫy bắt, buôn bán công khai chim hoang dã, các lực lượng chức năng đã siết chặt công tác quản lý trên địa bàn. Đến nay, theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, tình trạng bẫy bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép chim hoang dã đã giảm khoảng 80% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những hình ảnh mà phóng viên đã ghi lại được vào ngày 4 tháng 10 vừa qua tại chợ Cột Đỏ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng ra quân kiểm soát chặt chẽ, đến nay, quanh khu vực chợ Cột Đỏ không còn tình trạng công khai buôn bán trái phép chim hoang dã. Để duy trì kết quả này, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương và ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương chấp hành quy định, đồng thời tố giác các hành vi kinh doanh trái phép chim hoang dã. Khi mà những lúc thương người đấy mà không có người bảo vệ đấy, thì ta có liền và bán ngoài chợ chứ không, hay là trước cổng chợ thôi chứ không vào trong chợ được. Để trong chợ là có người bảo vệ, nên là cũng có đôi sai suốt đấy, thì anh sẽ điều chỉnh cái đội nhân viên bảo vệ chợ để khắc khe thêm, để cố gắng triệt để không cho người ta bán vào chợ đó và cổng chợ đó. Xác định thời gian từ khoảng tháng 9 đến tháng 12 hàng năm là cao điểm bẫy bắt, mua bán, vận chuyển chim hoang dã, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm. Trong đó, tập trung vào 4 địa bàn trọng điểm gồm huyện Hoàng Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã phát hiện tháo dỡ tiêu hủy gần 20.000 mét lưới, 3.000 lò cốp, 2.000 bẫy dính, thả hơn 1.000 chim các loại về tự nhiên, xử lý 8 vụ vi phạm hành chính. Trong cái thời gian tới, nếu mà cái địa phương nào và còn để xảy ra cái tình trạng này thiếu quyết liệt, thiếu cái kiểm tra, thiếu xử lý thì mà để cho địa bàn nó diễn biến phức tạp thì hạt kiểm lâm sẽ báo cáo với lại chủ tịch ban nhân huyện xem xét xử lý trách nhiệm của lãnh đạo xã, tiếp tục chỉ đạo cái đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 tăng cường lực lượng hỗ trợ phối hợp với các hạt kiểm lâm vùng trọng điểm để mà kiểm tra, phát hiện rồi xử lý kịp thời các cái hành vi vi phạm. Tình trạng bẫy bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép chim hoang dã giảm khoảng 80% so với cùng kỳ năm trước là một tín hiệu đáng mừng cho thấy hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng, để duy trì được kết quả này, các cơ quan chức năng cần tiếp tục siết chặt công tác quản lý, hướng tới xóa bỏ triệt để nạn bẫy bắt, buôn bán chim hoang dã.